You turn low. Ooh, I take the butter. Actually, the butter's about to sit. Just sit over there, Kelly. Mommy, let's sit here. Lấy cái nắp lên, chỗ khác đi. Ooh. Để cho nó chảy. Ok. Đi mở cửa sổ đi. Looks like it's just soapy. Còn chưa uống nước uống. Let's not do it. Nào để mà dĩ nhỏ. Yeah. Hurry up. Hurry. You can break it apart. Dĩa thịt mất tiêu rồi. Đưa cái bỏ ra. Nè, dĩa thịt mất tiêu rồi. I think it's fine. Just take whatever. Oh! I'm not gonna do a chopstick. Okay. Gắp ra, làm cái khác. Nướng nhỏ lên. Không có dầu. This is enough, right? Oh boy, is this right? Yeah. Chắp ra để vô. I'm lying. Để qua anh kia. I'm lying. It's cool. Anh nên lấy này nè, bỏ vô nè. Con lấy cái bơ, lấy cái con tôm chét theo cái chảng bên này nha, đừng có bị nóng. On the side. Cái tin. Còn cái đó nữa đó. Cái con mine, này nè. Is mine ready? Yeah. Chưa lấy bánh tráng rồi nữa. Kim đi lấy đồ nước nước kìa. Hương nước gì? Hương nước bánh tráng cuốn không quên nữa. Guys, take it. I hope you guys don't burn anything. Oh, I think mine's ready. Oh, shit. Am I ready yet? I don't think so. Dang it. Ah, that burned too much. Are you doing more shrimp? I think there are oysters. More oysters. Grab a bite. I think I have one more shrimp in there. I'm gonna cook the shrimp then. You guys cook the rest here. Just a second! Is mine ready? Ready? I don't know. It's moving everywhere. I think so. I think we need more butter. Dude, we should get these out now. I think. Yeah, guys, come on! They're popping, they're burning. Oh. That's not my fault. You put too much. Ready, let's go take them all out. Oh shoot. They're gonna burn like crazy. Now toss it. Toss them out. And quickly. Oh, I'm trying to get them. I'm trying to use it for far range. Bác bỏ mật vô kìa. Squirt. Actually, all these out, Daddy. Bỏ mật vô kìa. Why don't we just toss them? Hơn bỏ mật vô hơn. Stop burning. Wait. I can't even get any. Flip. Oh, why, mommy? Wait, all the oysters out there. They're gonna burn them. Can't get them anymore. One of them died. This oyster is not ready. I'm pretty sure that's ready. Squid! Dang it! Let's get this one. Oh, this one. Stop it, stop it. I'm gonna lấy bún thôi. Con mực này chưa chín đâu nha, con đảo thôi. Nó chưa chín thôi. Oh! Oh! That burned me a lot. Bún nè.
I don't like it. When did you get the spinach? It's vertigreen. I like this food. That's your fault. Okay. Phải làm thịt bò ấy. Ăn thịt bò ấy. I'm so scared still. I'm pretty sure they popped all of them already. Oh, để đi ăn đi nhúng. Okay, when I eat, I do it. No, mở lửa lên. Frick. I'm scared. There's no more. These things pop because they're like air bubbles inside or something. Tại vì nó đồ ấy nhiều quá đó. Nè. That's daddy's fault. Cho miếng rau vô, nấm vô, chút mỡ thêm chút vô. Đồ bổ nó nhiều quá đó. Someone's gonna take care of those oysters. Dude, that squid is burning like crazy. Kim, đưa dĩa qua đây coi. I don't see. Đây đây nè. Đây đây nè. Is the squid done? I can't get. Chưa, chút xíu nữa là đi mày để cho bác ăn no chết. Mốt mốt cái ruột thôi. I'm scared. Cái này để cho thơm thôi. He's gonna pop this time. Kim, cái này để cho thơm thôi nè. Cái màu xanh đó. Đi leo mình khỏi. This is all foamy now. It's gonna die. Oh no, it's gonna die. Lấm lên, lấy giấy lau lại lên con. Phỏng không? Cái giấy nè, kim, nó kinh nè. Ồ, cá nè. Oh no, not the butter. Ta-da. Lấm nè. Daddy, the butter's hidden. Daddy. Mất chưa? Anh muốn được chưa? Nói đi. Ủa lấy gì quên nè. Để lấy cái gì quên nè. Cái đó thì chở miếng cá được không? I take the fish. Take these out. I'm going to play them. I mean only for a smell. Daddy. Why over there? I can't reach over there. I can't. Get it. I get the fish. Get it. Take care of it. Rồi, lấy con mực ra. Oh, the squid. Yeah, put it out. I can't. Mỗi lần đi vậy. I can't get the squid. Come on. You need help with the squid? Lắm, gấp ra đàng hoàng lắm vậy. Hey. Just push him. This one's hard. Push him! Gắp con mực ra đi, nó hay nó quơ quá. Để mày gắp ra. 1, 2, 3, go! Cá sắp chín chim, cẩn thận cá. I'm scared of bubble. Oh, that bubble! Bubble là nó nóng rồi. Why you... Chín rồi. Cái này chín hả? Hồi nhiều dầu quá trong cái nắng. Chín hả? Cái đó không mới hỏi vô mới nữa hả? Why do we keep failing today? Từ từ, cá ngon không? Ôi sợ không làm rồi hả? There's still squid in there. We should do more oyster later. Ô, cái này nhiều bơ quá, này thấy nấm này. Mommy, I kind of burnt my skin. Mày biết rồi. Me too. Từ từ, nó hết rồi. It hurts. Look at what they did it to my hand. Oh god, there's too much air below. Rồi, bớt lửa, bớt lửa. Look what they did to me earlier. Rồi, 200 đi. Còn? Need a more shrimp? Kim bung nó ra đi rồi, kim cuốn. Cái này sắp chín rồi nè. Rồi, cuốn đi Bi. Hả? Cuốn đi. Hả? Còn nóng không? Hả? What? Ngon vậy? Ừ. Mommy help. Nó nóng nè. Chết việc. Ồ, tại vì con chấm cái mắm nó lạc bơ. Nó lạc hả? Careful, mommy, you're crazy. They shot me now. Why does the oyster taste weird? Rồi anh bỏ gì vô nữa? Buttery. Rồi bỏ mấy miếng cá luôn đi, để muốn bấm được chứ. It's not oyster, it's baby clam. Thôi làm hết luôn đi. Mommy, I have baby clams after, I want more baby clams. Okay, baby clam. I get more shrimp. No! Oh, oh, I'm scared of this right now. Ahoy, I get more shrimp. Thôi đừng có đảo cá nè, đi thịt bò lấy ra được rồi. But they're not cool. Oh, nó khúc rồi con. Mấy đứa ăn gì là khác. I'll take care of the food. Nhẹ nhẹ thôi, cá đừng có đẩy bể. Mày nghĩ cá ngon. I'm scared. Stop moving the fish. They're gonna pop.
It's settled on the one spot. Cho anh cộng hành với cái thơm nha. Cho bà. Which means green onions in Japanese. Those are not green onions. Oh, they are. Yeah, they're fun. Ta-da! Bỏ nắm vô nha. I'm taking care of the shrimp. I'm asking for it. Yeah. I don't know. Should we do oysters separate? Yeah, we should do oysters separate. I don't even know what the heck I'm doing. Is this cooked, mommy? Chui ăn này nè, cái đó chưa chút xíu nữa. Yeah, cái đó cháy cháy cái miếng này của con nè, con ăn thử đi. Nhưng mà lấy cái mắm này ngon hơn. Mắm này ngon hơn. Ha, để thêm mắm, múc mắm vô nha. They all look the yellow. Nè, yeah, cái mắm chấm nè. Cái nó mắm ngon. Just for the shrimp. Chị Hai ăn mắm này phải không? Mắm này. Me, the most. Mắm này cài á. You could just like try mine a little bit. Dạ ăn chưa? Ăn thử của chị Hai đi. Thích ăn được thì mẹ cho ăn. Waiting for the shrimp to die. How about cream? Kì mắm nêm. It's a brown shrimp. Yeah. Hey, shrimp, shrimp, shrimp. Ready yet? Sao không cái này nó xào cái này không phải nó bubble water. Tại vì nó nhiều nước của cá, chúng nó còn để nó khô cá rồi nó khô cái đó. It won't cook up the shrimp. Yeah, tại vì nó khô cá. Yeah, it won't cook up the shrimp. I didn't mean. Nè, con ăn bên này đi. You're drunk, mommy. No, you're drunk. Ừ, con ăn bên này đi. Nó mới đưa ăn không được vậy. Nó cần đỡ nó chán không. I'm just gonna wait until it dies. Me eat the shrimp. Cô anh ăn đó, bỏ thêm vô. Flip the shrimp over. Shrimp is not finished yet. The shrimp can't cook to the fish. Fish takes so much. Can we just get a weight here? I can't get anything from here. I know you have a weird voice when you talk sometimes, I right? I can't get anything from here. You want shrimp? No. Or you want clam? Okay. Remember, Daddy? We saw some boom after? Yum. Bam. Ah! No! I want the boom part. I want the boom part. That's a lot. Oh, shoot. I dropped mine. Some shrimp. Okay. Take it. Take it. Oh gosh. Should you flip over the shrimp? Oh gosh. Nè, từ từ nó mới cháy. Shrimp. Nó ngoại đang cháy. Nè. Tôi ăn miếng này thử ngon không cậu? Hey shrimp, join in the party. That's liver. Yeah. Or kidney. I love the liver. Oh, mushroom so good. Yeah. Mà I love the liver. Nhà liver ngon quá nè. Nó không biết cần phải gọi là cái gì. Kidney. Oh, kidney. I knew it. I got it correct. Kidney. Kidney. Because I saw kidney. Ừ, thử này đi nắm thử. What did I say that for? Nè, nè, đó, ăn hết đi. Yay, now it's starting to brown. Kim thịt bò ăn đi để nó nguội hết Kim. I know, but tôm nè, tôm nè. Dăm mì kìa. Thôi mẹ. I feel like mine's good. I gotta check on my shrimp. I'm pretty sure the fish is done. Oh, đậu ngon không? I already ate it. I've been eating it. Đậu ngon. Thế này mình cầm bổ. My mouth is really juicy. Now it's starting to pop. Mama, can we take it out? Hả? Con muốn lấy cái nào? There's shrimp, I mean clam, or whatever. Ừ, chắc mình có được rồi đó nè, ngon rồi nè ha. Pray before they pop. Lấy đi, để không nó pop đúng rồi đó. I don't wanna pop. It's scared me. Nó pop là nó sắp chín luôn. Nó giòn rồi đó, cá giòn rồi nè. Dăm mì chưa? Yes, chuẩn bị đã đòn, dán rồi. I can't get near one. Yeah.
Okay, now it's settling. Settling. I got one. Mommy, stop! Mommy, this one's stuck together. Come on. I want my strength to burn, but it's not.